Ok, tuyệt vời. Xin gửi lời cảm ơn tới doanh nhân Kim Anh sáng ngày hôm nay đọc sách chúng ta rất là hay. Và cả nhà của mình có thể gửi lời cảm ơn tới doanh nhân Kim Anh được không ạ? Và cảm ơn doanh nhân Văn Hoàng đã làm MC cho các chương trình ha. Cảm ơn doanh nhân Trần Nhân, cảm ơn tất cả các anh chị trưởng nhóm, như tất cả các anh chị đã có mặt trong Zoom. Và bây giờ thì mấy các anh chị mình sẽ cùng với nhau chúng ta nhắm mắt lại và rắc bụi phép màu cho buổi Zoom. Sau khi mà các anh chị đọc những cái trang sách ngày hôm nay thì cái kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được là cái gì? Chúng ta cần phải biết trước cái kết quả trước khi mà mình làm cái gì nha. Rồi, chúng ta cùng nhau nhắm mắt lại nè. Cảm ơn các anh chị. Rồi, ok ha, cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều ạ. À, cũng khá là lâu rồi vậy mấy anh chị mình chưa đọc lại cuốn sách Sức Mạnh Tiềm Thức đúng không ạ? Chúng ta chỉ nói vây quanh về luật hấp dẫn, à, lòng biết ơn các anh chị, nhưng mà có một cái yếu tố rất là quan trọng. Nếu mà mình không nhớ để dùng, không nhớ để sử dụng sức mạnh tiềm thức đúng không ạ? Nó gọi là sức mạnh tiềm thức, thì Diễm nói thật với các anh chị là nó cũng là một cái sự thiếu sót, à, cũng như là mình lại quên không sử dụng cái quyền năng rất là lớn của mình. Nên là thành ra là để nhắc nhở lại, à, cho những anh chị học viên của câu lạc bộ cũng như là giúp đỡ cho các anh chị mới mình có thể biết cách sử dụng gọi là những cái mà các anh chị đang có sẵn, nhưng mà cái có sẵn này á nó có thể giúp cho các anh chị đạt mọi mục tiêu trong cuộc sống, kể cả đó là về sức khỏe, tài chính, mối quan hệ. À, và Diễm xin chúc mừng ha, tất cả các anh chị mình đang có mặt trong Zoom sáng ngày hôm nay, bởi vì các anh chị chuẩn bị được đón nhận một cái kiến thức phải gọi là ở đây tác giả có so sánh như này, tác giả có so sánh rằng là nếu mà có ai đó bảo rằng bí ẩn quan trọng nhất của mọi thời đại là cái gì đúng không ạ? Nó không phải là du hành liên hành tinh, lỗ đen hay là năng lượng nguyên tử gì hết, à, mà đó là bí mật. Đây là chính là cái năng lực thực hiện cái điều thần diệu được tìm thấy bên trong tiềm thức của bạn. Và Diễm cũng đọc khá là nhiều sách cái gì ha, từ những cuốn sách của những cái người rất là giàu có, những cái tỷ phú đô la trên thế giới, à, hay là những cái cuốn sách của những cái vị, những cái bậc chân tu, những vị thiền sư, mình cũng đọc khá là nhiều. À, khi mà Diễm đọc á thì Diễm phát hiện ra cái gì nha, kể cả những cái vị tỷ phú chẳng hạn như là Donald Trump đúng không ạ, hay là những cái vị thiền sư, những cái bậc chân tu, thì họ cũng nói khá là nhiều về cái sức mạnh của tiềm thức. Các anh chị có thể thấy cái tên gọi là có thể gọi bằng vô thức, có thể gọi tiềm thức, có thể gọi bằng tàng thức. À, có rất là nhiều tên gọi, nhưng mà cái gốc rễ các anh chị, cái gốc rễ của nó đúng không ạ, đó là cái con người phi thường bên trong của mình và bên trong mỗi các anh chị đang có sẵn, là mình gọi chung đó là cái chữ tiềm thức. À, còn các anh chị gọi chữ nào cũng được, một khi mà các anh chị biết khai phá con người phi thường bên trong của mình thì Diệm nói với các anh chị là từ đây về sau
các anh chị có thể đạt mọi mục tiêu mà các anh chị mong muốn trong cuộc sống. Vậy giống như Diễm các anh chị hồi xưa khi mà mới tham gia môi trường câu lạc bộ, lúc đó Diễm đang không có việc làm, đang không có việc làm nha, mà đang đi tìm kiếm một con đường giúp mình thay đổi cuộc sống đó. Cái lúc đó mình đang đứng ngã ba đường, không biết đi đâu hết. Công việc cũ á, thì Diễm đã ra quyết định là mình Diễm nghỉ rồi. Thành ra là mình đang đứng ngã ba đường như này, rất là khao khát các anh chị làm sao để thay đổi được cuộc sống. Thế là Diễm được một người bạn nhắn tin biết tới môi trường câu lạc bộ. Và khi mà Diễm vào môi trường câu lạc bộ thì Diễm mới biết cái từ sức mạnh tiềm thức là cái gì. Chứ hồi xưa là mình chỉ có nghe qua luật hấp dẫn thôi, hay là luật nhân quả thôi, chứ mình không biết sức mạnh tiềm thức. Nên là thành ra hồi xưa khi mà Diễm ứng dụng hấp dẫn, bên trong của mình nó cũng có rất là nhiều những cái nỗi sợ, những cái nỗi sợ, và rất là nhiều những cái niềm tin giới hạn mà mình không có biết. Buổi tối mình đi về thì mình hình dung tưởng tượng mục tiêu, đúng không ạ? Hình dung tưởng tượng mục tiêu trước khi ngủ thì luật hấp dẫn bảo rằng mình cần phải hình dung tưởng tượng. Nhưng mà mục tiêu trước khi đi ngủ thì mình cũng hình dung dữ lắm. Nhưng mà bên trong của mình thì ban ngày nó cũng có rất là nhiều những cái niềm tin giới hạn ở bên trong của mình. Mình sợ rằng mình làm không được, trời ơi không biết có làm được không. Hình dung tưởng tượng thì mình cũng có hình dung đó, mỗi lần hình dung xong mình cũng thấy cảm thấy thích đó, cảm thấy vui đó. Nhưng mà ban ngày thì sao, thì sợ vì mình bên trong của mình có quá nhiều những cái niềm tin nó giới hạn mình, lúc đó mình chưa biết gì về sức nhận thức mà, nên là thành ra mình cũng còn hay chạy ra bên ngoài đúng không ạ, để mình tìm kiếm những thứ gì đó bên ngoài. Cho đến khi mà tham gia môi trường câu lạc bộ thì mới biết được sức mạnh tiềm thức là một cái sức mạnh ở bên trong của mình. Và cái sức mạnh ở bên trong này nó có thể giúp cho mình đạt được mọi điều mình mong muốn trong cuộc sống. Lúc đầu mình cũng không tin đâu. Lúc đầu mình thấy chỗ cho nó hay vậy, sướng vậy trời. Y chang như hồi xưa mình xem cái bộ phim Aladdin và cây đèn thần á. Cái tự dưng cái ông Aladdin một ngày cái ông nhặt được cây đèn thần, thế là ông đổi đời. Là bất kỳ những cái gì mà ông ấy mong muốn luôn ạ, nó đều trở thành hiện thực hết. Trong phim thì ông ấy chỉ có ba điều ước thôi, nhưng mà mình thì mình có vô hạn luôn, mình muốn gì cũng được. Lúc đầu thì không tin, mình đọc sách xong cái mình cũng thấy hay hay, thấy nhiều người ăn mình thành công thì cũng hay, nhưng mà thật sự ra bên trong mình nó chưa có tin. Và khi mà bên trong mình nó chưa đủ niềm tin thì sao các anh chị, thì mình hành động đâu có mạnh mẽ đâu, hành động trong nghi ngờ 50-50, cứ ứng dụng đại thôi chứ hành động niềm tin chưa đủ. Cho đến khi mà Diễm tham dự cái chương trình apply của câu lạc bộ, apply câu lạc bộ, và khi mà Diễm tham gia chương trình apply câu lạc bộ á, thì Diễm được làm cái quy trình gọi là quy trình khai phá con người phi thường bên trong á, quy trình mình có thể gặp được tiềm thức của mình á, mình có thể chạm được vào tiềm thức của mình và mình dùng tiềm thức của mình, đúng không? Để mà mình thực hành đó các anh chị, để mà mình làm quy trình. Thì lần đầu tiên trong cuộc đời gì nha, xưa giờ là mình chỉ đọc lý thuyết thôi, mình thấy hay hay thôi, nhưng mà khi mà làm đi đi apply làm được cái quy trình đó, lần đầu tiên trong cuộc đời mình gặp được tiềm thức của mình, nhưng mà mình dùng tiềm thức của mình để mà mình làm những cái điều tưởng chừng như là mình không thể làm được. Nhưng mà chả biết sao tự dưng cái trong cái quy trình đó mình làm theo công thức, học cách sử dụng, đúng không ạ, học cách sử dụng tiềm thức, cái là Diễm làm được những cái điều mà mình không làm được, mình nghĩ rằng không thể nào làm được. Đó là cái lần đầu tiên mà mình cảm thấy rằng là mình tin tưởng thật sự vào bên trong tiềm thức của mình. Và khi mà Diễm có niềm tin thật sự nhờ những cái quy trình đó, cái là Diễm về cái chị hai mình ứng dụng rất là nghiêm túc với một cái niềm tin tưởng 100%. Và khi mình niềm tin 100% á, cái chị nhớ lúc nãy chúng ta đọc đúng không ạ, cái quy luật, nếu mà mình muốn mong muốn sử dụng tiềm thức, tiềm thức giống như một ông thần đèn, ông có thể giúp cho mình đạt được mọi điều mà mình muốn, nhưng mà mình phải học cái cách sử dụng. Chứ giờ không học cách sử dụng sao xài, sao rồi sao mà mình dùng tiềm thức được đúng không ạ? Thì nếu mà mình muốn sử dụng tiềm thức đó, thì các anh chị phải tuân theo một cái quy luật đầu tiên, đó là quy luật niềm tin. Quy luật niềm tin nha anh chị, không phải là những cái gì mà các anh chị tin được tin vào nha, mà là niềm tin bên trong tâm thức của bạn nó sẽ dẫn đến kết quả, chứ không phải là cái sự việc được tin vào.
mà là niềm tin bên trong tâm thức. Ví dụ các chị, trước đó khi mà Diễm chỉ mới đọc lý thuyết thôi thì mình cũng tuyên bố rằng là tôi là người thành công, tôi là người giàu có, nhưng mà bên trong mình không có tin, cái miệng của mình chỉ nói bên ngoài vậy thôi, là mình mong muốn là mình sẽ có được mức thu nhập 100 triệu tháng, 500 triệu tháng cái thứ, đúng không ạ? Mà bên trong có tin đâu, bởi vì sao ạ? À, bên ngoài đây thu nhập kiếm 20 triệu một tháng còn chưa ra, đâu ra mà thu nhập 100 200. Giờ bây giờ chưa tắt dùm những cái màn hình trắng này. Dạ, và thế là khi mà bên ngoài thì mình đọc tuyên bố là đường, nhưng mà bên trong nó không tin, nó lại thành một nẻo khác và cuối cùng mình đâu đạt được, bởi vì quy luật đầu tiên luôn là có niềm tin mà. Mà bây giờ mình chưa tin, chưa tin là mình có một con người phi thường bên trong thiệt, thì khi mà mình chưa tin thì mình không có dùng được, cho đến khi mà Diễm làm được cái quy trình ở trong cái chương trình offline cái gì, trời ơi niềm tin vững chắc luôn. Thế là sao ạ? À, đem cái niềm tin đó trở về nhà, hành động cực kỳ mạnh mẽ luôn nha chị, đặt ra mục tiêu và hành động với một cái niềm tin được 100% luôn. Và Diễm sử dụng cái bộ công thức đó, nhưng mà từ một cái người đang không có việc làm nha, là cho đến ngày hôm nay cái chị ha, Diễm đã trở thành một doanh nhân y chang những gì mình mơ ước luôn. Bất kỳ những cái mục tiêu, những ước mơ nào lúc thời cái thời điểm đó Diễm đặt ra, Diễm đều đạt được hết luôn. Giờ mình tự do thời gian, mình tự do không gian, mình tự do tài chính, mình có được một cái sức khỏe và một cái body mà mình mơ ước. À, mình có được cái mối quan hệ hòa hợp, hạnh phúc, tìm được một nửa lý tưởng của cuộc đời của mình. Và mình báo hiếu được cho cha mẹ của mình và giúp đỡ được cho rất là nhiều người. Như là mọi ước mơ nó đều trở thành hiện thực hết. Từ khi mà Diễm biết cách sử dụng cái sức mạnh tiềm thức vào trong cái cuộc sống của mình. Chứ hồi xưa á, là trước đây là ứng dụng nó hấp dẫn đó chị, mà khi mà Diễm còn nhiều những cái niềm tin giới hạn bên trong đó, thì lúc đó không biết sao mình chưa có tự do về tài chính được. Nha các chị ha. Nên thành ra là anh chị nào mà trong buổi sáng ngày hôm nay các anh chị có duyên đúng không ạ? Biết tới cái buổi Zoom này ha, và mình đang ngồi ở đây thì Diễm xin chúc mừng nghe anh chị. Và bởi vì cái bộ công thức này nó đã giúp cho hàng chục nghìn người đổi đời khi biết về nó và ứng dụng nó. Phải nói là đổi đời luôn, cái gì đổi sang một cái cuộc đời mới. Nên là chỉ mong rằng là từ đây cho những ngày về sau, à và cái điều đặc biệt hơn nữa là sao, cái chị có duyên được biết cái buổi Zoom này và cái chị đang ngồi nghe Diễm nói đi. Bởi vì Diễm là cái người ứng dụng thật và mình tạo ra kết quả thật, ứng dụng sức mạnh tiềm thức thật. Và cuốn sách này cái chị ha, Diễm đã đọc không biết bao nhiêu lần trong 3-4 năm này, nên là thành ra từng chữ trong này từng chữ trong này nó giống như là nó thấm vô trong trong bên trong cái tế bào của Diễm rồi. Có rất là nhiều thứ có thể là cái chị đọc một mình á, cái chị sao biết cách ứng dụng như thế nào, nhưng mà Diễm là người ứng dụng đã ra có kết quả thật rồi. Từ là một cái người đang không có việc làm, nhưng mà ngày hôm nay nhờ ứng dụng cái bộ công thức mà câu lạc bộ trao tặng, tổng tài sản của Diễm cũng trên 1 triệu đô la nha. Nên là thành ra là điều đặc biệt là được 1 triệu phú. Phân tích cho các anh chị nghe cuốn sách thì không biết ở đâu có. Giờ ở ngoài kia các anh chị tìm được một cái người triệu phú mà ngồi chia sẻ cho mình công thức thành công thì có không ạ? Dạ chắc không có. Không có. Hiếm. À, nhưng một điều đặc biệt đó là buổi sáng ngày hôm nay các anh chị đang ngồi đây đúng không ạ? Nên là mình hãy trân quý những cái khoảnh khắc này. Buổi sáng dậy sớm hơn một chút đi, rồi cuộc đời của mình cũng ngủ mấy chục năm nay rồi đúng không, ngủ 7-8 giờ sáng rồi cũng dậy, nên thành ra bây giờ thay đổi tí đấy chị, dậy sớm hơn chút là mình có cái cơ hội vào trong Zoom. Và cái điều đặc biệt đó là mình được học cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của những người thành công đúng không ạ? Phải tìm hiểu xem họ làm cái gì mà để họ có thể tự do thời gian, cũng như tự do tài chính, làm gì để cái cuộc sống của mình có được cái sự trọn vẹn. Ok không ạ? Và có bao nhiêu số các anh chị cam kết là từ đây cho đến hết cuốn sách này mình sẽ có mặt và tham gia đầy đủ 100% để các anh chị comment tôi ạ.
Ok các anh chị nha. Vậy thì bây giờ vậy mấy các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau khởi hành thôi. Đi trên cái hành trình. À, đi trên cái hành trình để mình có thể khai mở cái con người phi thường bên trong của các anh chị, học cách sử dụng ong đèn thần bên trong cái cơ thể của mình đã có sẵn, không cần phải tìm đâu hết. Giờ học cách sử dụng không? Ok ha. Vậy thì lúc sáng chúng ta đã đọc qua những cái trang sách đó, thì các anh chị thấy rằng đó, là tác giả có chia sẻ là để mà các anh chị sử dụng được sức mạnh tiềm thức thì các anh chị phải tuân thủ được quy luật đầu tiên là quy luật của niềm tin. Niềm tin là bên niềm tin bên trong tâm thức đó nha, chứ không phải là một cái sự việc mà các anh chị buộc mình phải tin vào đâu. Ví dụ các chị tuyên bố rằng tôi là người thành công, tôi là người giàu có, nhưng bên trong của các anh chị không có tin. Chị ví dụ ha, cái ngày nào các chị cũng tuyên bố là tôi là người thành công hết trơn á, nhưng mà khi đi ra ngoài đường á, lỡ mà hay là mình đi gặp ai đó mình không có tự tin, mình cứ cúi 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 mình đi, mình cứ cúi mặt xuống, mình không có một cái sự tự tin nào hết trơn á. Là vì sao mình không có sự tự tin nghe chị? Bởi vì mình nghĩ rằng là sao ạ, mình không có đủ tiền, mình không phải là người thành công, mình cảm thấy là mình ngại, đúng không? Ngại nói chuyện với lại người khác các thứ. Vậy thì nói với các anh chị là cái niềm tin nó không phải niềm tin bên trong tâm thức á, nó không có đến từ cái miệng của mình, miệng mình tôi là người thành công được kia đâu ạ, mà là cái niềm tin bên trong tâm thức của các anh chị nó sẽ dẫn tới cái hành động của mình, hành động của mình á. Bởi vì những cái suy nghĩ thật sự của các anh chị nó sẽ dẫn tới cảm xúc, và cảm xúc nó sẽ dẫn tới hành động, hành động nó sẽ tạo ra kết quả. Nên nếu như một cái suy nghĩ mà các anh chị không có tin tưởng thật sự thì mình sẽ không có cảm xúc, và khi mà không có cảm xúc thì sẽ không có hành động, và khi mình không hành động thì mình sẽ không tạo ra kết quả. Nên niềm tin thật sự nó phải thể hiện qua cái hành động của mình. Ví dụ trường hợp thứ nhất là một cái người không tin, họ bảo rằng là tôi là người thành công, nhưng mà cái cơ thể của họ cái gì đi thì cúi mặt xuống đất đúng mà không có tự tin. Đó, hỏi thì sao, nói tại mình chưa thành công, ngại quá cái thứ đúng không, nó thể hiện qua cơ thể luôn. Còn trường hợp thứ hai, cái người họ tin tưởng vào chính bản thân của mình, họ tin rằng họ là người thành công thật sự, thì cái gì nó thể hiện qua cơ thể của họ là sao ạ? Rất là tự tin, đi đứng thẳng thớm tự tin đúng không ạ, từ dáng đi cho đến lời nói thể hiện qua cái body mình, qua cái cơ thể của mình là cái gì. Bởi vì cái cơ thể của mình nó không biết nói dối, cái miệng của mình á thì mình có thể nói dối được, nhưng mà cơ thể của mình không biết nói dối. Và khi mà mình có được cái niềm tin thật sự thì sao, thì cái hành động của mình rất là mạnh mẽ, nó rất là chắc chắn, rất là kiên trì kiên nhẫn. À, cho đến khi mà cái niềm tin đó nó trở thành hiện thực. Còn khi mà mình không đủ niềm tin á, mình chỉ tuyên bố bằng cái miệng thôi á cái gì, thì thứ nhất là cái cơ thể của mình nó chả có miếng năng lượng nào, đúng không ạ, không có năng lượng đâu nghe chị. Bởi vì mình tin là mình không làm được á, nên thôi làm chi, tốn công tốn sức tốn thời gian. Thứ nhất là không có năng lượng ha. Thứ hai là khi mà không năng lượng thì sao, hành động nó không có mạnh mẽ, mà hành động mà không có 100% là thấy là không có tạo ra kết quả rồi đó. Và cái thứ ba là cái gì, là mình không đủ cái tầm nhìn, mình không có sự kiên trì, không có sự kiên nhẫn, và mình bỏ cuộc. Những cái người mà bỏ cuộc cái gì đó là bởi vì họ chưa đủ niềm tin vào chính bản thân của mình và vào mục tiêu của mình thôi. Nên là niềm tin nó rất là quan trọng. Cũng như y chang Diễm hay ví dụ, khi mà các anh chị có con nhỏ đúng không ạ, khi mà con nhỏ của mình nó mới bắt đầu tập nói, mới bắt đầu tập đi, ví dụ như là mới bắt đầu nó tập đi, nó đi được có một bước thôi,
Dạ, nhưng mà vì sao các anh chị vẫn rất là vui, mình rất là hạnh phúc, mình ăn mừng mặc dù nó có đi được đâu, mới đi có được có bước là ăn mừng nó khắp làng khắp xóm. Bởi vì sao các chị ăn mừng ạ? À? Cái chị có thể comment đến gì mà anh chị nào đã có con rồi, cái chị comment đến gì mà vì sao con cái chị chưa đi được mà mới bước có bước mà cái chị ăn mừng dữ vậy. Bởi vì sao anh chị nào là mẹ nè, mình cha là mẹ này, mấy chị comment ạ. À, chị Thanh Tâm á là mình tin rằng con mình khỏe, chị Huệ là bởi vì mình biết rằng con của mình sẽ đi được những bước tiếp theo, vì con mình sắp đi được. Vì sao các anh chị biết, vì sao các anh chị biết là con mình sắp đi được, vì sao các anh chị biết rằng là con mình đang trên hành trình phát triển, vì sao các anh chị có tầm nhìn mà biết con mình sắp đi được các anh chị, vì sao, điều gì? Tầm nhìn ở đâu, tầm nhìn ở đâu ấy chị, tầm nhìn ở đâu ạ? À, vì các anh chị đã nhìn thấy rất là nhiều người như vậy rồi đúng không ạ? Đứa trẻ nào đó cũng như vậy à, đó là cái dấu hiệu của sự phát triển đúng không ạ? Vì mình đã nhìn thấy nhiều rồi, vì cái thấy đó nó giúp cho các anh chị có cái tầm nhìn. Và khi mà các anh chị có tầm nhìn, có phải là bắt đầu mình thấy con của mình đang trong cái giai đoạn dấu hiệu phát triển thì các anh chị rất là vui không, mặc dù chưa đi được à? Vậy thì vì cái tầm nhìn đó nên là mình rất là tự tin, mình kiên trì kiên nhẫn, mình rèn luyện cho con của mình từng bước một đó. Bắt đầu mua cái xe đẩy 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 mỗi ngày, dành cái chị dành bao nhiêu phút á, cái cho con mình đẩy đi từng bước một, từng bước một, từng bước một như vậy, rất là vui và hạnh phúc để rèn luyện mỗi ngày. À, có những cái ngày con của mình nó vẫn chưa đi được cái sao hết, mình vẫn rèn luyện, kiên trì kiên nhẫn rèn luyện, bởi vì các anh chị có tầm nhìn. Các chị thấy tầm nhìn nó quan trọng không? Bao nhiêu số các anh chị thấy được yếu tố tầm nhìn nó quan trọng ạ? Bây giờ ví dụ như mình không có tầm nhìn trước đó mà con của mình nó có dấu hiệu đó thì chắc đó nó biết sao đúng không ạ? Nên là tầm nhìn đó nghe chị, có nghĩa là các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? Cái kết quả mà các anh chị có được có thể là cái tầm nhìn đó các anh chị vay mượn từ một ai đó cũng được, về cái kết quả mà các anh chị mong muốn đó. Và nhờ chính nhờ cái tầm nhìn đó mà mình có được cái sự kiên trì kiên nhẫn rèn luyện, niềm tin, có niềm tin nữa. Và cuối cùng là các anh chị có được điều các anh chị mong muốn ha. Nên là một cái tầm nhìn đó rất là quan trọng như vậy. Khi mà có cái tầm nhìn, các anh chị sẽ có niềm tin. Khi mà mình có niềm tin, mình hành động mạnh mẽ 100%, kiên trì kiên nhẫn thì cuối cùng mình đạt mục tiêu. Đó là công thức thành công. À, vậy yếu tố đầu tiên mình cần phải xây dựng cho mình đó là mình phải có niềm tin vào những cái gì mà các anh chị mong muốn, những gì các anh chị làm. Niềm tin đầu tiên đó là nếu mà muốn sử dụng tiềm thức thì phải có được cái sự tin tưởng với tiềm thức của mình 100%, đơn giản thế thôi, thì các anh chị mới dùng tiềm thức được. Còn giờ mà mình sử dụng tiềm thức mình không có tin là mình không có dùng được. Và cái điều tiếp theo đó là các anh chị phải tin vào những cái điều mà các anh chị mong muốn có được trong cuộc sống này. Các anh chị tin rằng mình là người thành công, tin rằng mình là người giàu có, các chị tin rằng mình xứng đáng có được sức khỏe tốt, các chị tin rằng là mình xứng đáng có gia đình hạnh phúc. Và hãy tin vào những cái điều tốt đẹp. Vậy thì Diễm nói với các anh chị là có một cái quy trình trong cái chương trình apply sắp tới rất là tuyệt vời, là ngày 3, ngày 4, 2 tháng 8 là có luôn này.
Rồi có một cái quy trình, bây giờ cái chị vô làm quy trình đó khoảng 15 phút, tin tiềm thức luôn, tin vào cái ông đèn thần bên trong luôn. Như vậy nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, công sức, tiền bạc. Bởi vì khi mà các anh chị không có tin vào tiềm thức của mình thì sẽ ứng dụng không có được. Giờ quy trình này 15 phút thôi, tiết kiệm cả 5 năm, 10 năm, 20 năm, giúp cho các anh chị có một cái niềm tin 100% rằng là con người phi thường bên trong của các anh chị có thể giúp mình làm được mọi điều mà mong muốn. Khi mà các anh chị có niềm tin rồi á, các anh chị về, các anh chị ứng dụng thành công rất là nhanh. Nên là vì sao các anh chị thấy ha, có một số anh chị khi mà tham gia môi trường câu lạc bộ, họ có những cái thành công rất là vượt bậc, họ có những thành công rất là nhanh, thành công đột phá luôn. Đó là bởi vì sao ạ? Đó là bởi vì cái niềm tin của họ đối với tiềm thức nó là 100%. Nhưng mà cũng có một số anh chị ứng dụng và mình bảo rằng là mình cũng đặt ra mục tiêu các thứ mà không biết sao mình chưa đạt được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì niềm tin của mình chưa có, niềm tin không có cái gì, nó khác nhau ở cái niềm tin đấy. Nên là thành ra là để mà dùng được tiềm thức ha, thì các anh chị phải tin tưởng vào tiềm thức. Đây là cái nguyên tắc thứ nhất. Anh chị nào thật sự mình muốn rằng là cái con đường thành công của mình nó rút ngắn lại, đỡ phải trả giá bằng thời gian, bằng công sức, bằng tiền bạc nữa, thì đợt sắp tới thì ngày 3, ngày 4 tháng 8 câu lạc bộ ở đây có một chương trình offline, giúp cho các anh chị làm những cái quy trình để các anh chị được chạm vào tiềm thức của mình, dùng tiềm thức của mình để các anh chị có thể đạt mục tiêu trong cuộc sống, để về mình về mình tin luôn. Thì các anh chị có thể tham gia vào chương trình offline ngày 3, ngày 4 tháng 8. Ok, tiếp theo các anh chị, đó là mình đã đi qua cái tính lưỡng diện của tâm thức đúng không ạ? Tâm thức của mình á, thì nó có hai phần, đó là ý thức và tiềm thức các anh chị nha. Vậy thì tác giả ví dụ ở đây giống như là khi mà các anh chị hình dung tưởng tượng suốt cả ngày dài bạn gieo những cái hạt giống suy nghĩ vào tiềm thức của mình, nhiều lúc là bạn thậm chí còn không nhận được, là không nhận thức được mà đang làm như vậy luôn, bởi lẽ những cái hạt giống ấy nó dựa trên thói quen tư duy của bạn. Nhiều lúc mình suy nghĩ cái anh chị ha, mà mình còn không biết đâu mình đang suy nghĩ luôn. Có bao giờ anh chị nào mà ngồi hồi cái tôi buồn mà tôi không hiểu vì sao tôi buồn không? Không, không vui á, không vui trong lòng, không hiểu vì sao không vui, tự dưng cái ngồi nhìn mưa rơi cái trong lòng không vui. Tự dưng cái nghe một cái bản nhạc nào đó cái tự dưng cái bên trong nó không vui mà không hiểu vì sao. Đó là bởi vì các anh chị đã để những suy nghĩ không tích cực ở bên trong tâm trí của mình, mà mình không nhận thức được rằng là mình đang có những suy nghĩ đó luôn các anh chị, cho đến khi mà nó thể hiện một cái cảm xúc của mình. Vậy thì dịp đó các anh chị này, là những cái suy nghĩ đó khi mà các anh chị không có sống tỉnh thức á, mình không có quan sát được những cái suy nghĩ của mình á, mình để cho cái tâm trí của mình muốn làm gì làm đó nghe chị. Thế là cuộc đời của mình lúc thì vui, lúc không vui, lúc thì thu hút những điều tốt đẹp, lúc thu hút những điều không tích cực mà các anh chị cũng không biết luôn. Mình cứ tưởng đâu do hên xui, không phải do hên xui đâu các anh chị, mà do tâm trí của mình. Những cái gì mà các anh chị gieo vào ở bên trong tiềm thức của mình thông qua cái suy nghĩ, cảm xúc, cái lời nói, cái hành động đúng không ạ, à, nó sẽ được tiếp nối thành những cái sự kiện, thành những cái con người tới với cuộc sống của mình. Đến có một số cái chị bảo rằng là em ơi, nhưng mà chị đâu có mong muốn thu hút những điều không tích cực đâu. Đúng rồi, chị không mong muốn, nhưng mà ai kêu là chị không làm chủ tốt tâm trí của chị để tâm trí của chị nó đi chơi mà nó đi về những cái điều không tích cực nhiều chi. Hãy suy nghĩ cái gì, để suy nghĩ và cảm nhận như họ những điều không có tích cực á, mà nó dẫn tới cái kết quả. Nè, và ở đây tiềm thức, ở đây tác giả chia sẻ, hãy hình dung tiềm thức là một mảnh đất màu mỡ sẽ giúp tất cả các loại hạt giống nảy mầm và xanh tốt, bất luận hạt giống xấu hay tốt. Nếu mà các anh chị gieo trồng cây gai thì mình sẽ thu hoạch quả gai, chứ không thể nào trồng cây gai mà thu hoạch quả nho được. Và mỗi suy nghĩ là một nguyên nhân, mỗi hoàn cảnh là một kết quả. Điều này giải thích vì sao bạn cần phải tự chịu trách nhiệm cho những cái suy nghĩ của mình.
Đó, bằng cách đó thì các anh chị mới có thể tạo ra những tình huống mà các anh chị mong muốn được thôi. Đây là quy luật của vũ trụ. Quy luật của vũ trụ của các anh chị. Quy luật của vũ trụ ha, có một cái gọi là hồi xưa mình đi học á, nó có một cái khái niệm như này. Không có gì tự sinh ra, cũng không có gì tự mất đi, mà nó sẽ liên tục để tiếp nối. Có anh chị nào đã từng nghe câu này không ạ? Xưa mình đi học mình cũng được học á. Như Diễm nhớ là định luật gì nhỉ? Định luật Newton ha, phải không Hoàng? Không có gì tự sinh ra, không có gì tự mất đi đâu nghe anh chị, mà nó sẽ liên tục được tiếp nối. Ví dụ các anh chị đi, các chị trồng cây xoài, đầu tiên là mình gieo trồng hạt xoài xuống đất, cái mình chăm sóc nó một thời gian, cái nó lên thành cây xoài. Thời gian sau thử các chị đào đất lên đi, các chị sẽ không thấy được cái hạt xoài lúc mà các chị gieo nữa đâu. Vậy thì bây giờ hạt xoài nó có biết mất không ạ? Hạt xoài đó nó đâu có biết mất, mà bây giờ nó đã được tiếp nối thành cái cây rồi. Được, liên tục được tiếp nối cái gì, hoặc là cái chị thấy mình nấu hơi nước bốc lên cao và hơi nước nó tự dưng cái nhìn thời gian cái thấy mất tiêu, nhưng mình tưởng đâu cái hơi nước nó biến mất đúng không ạ? Rõ ràng hơi nước đang bốc lên mà sao tự nhiên nó đi đâu mất tiêu, mình tưởng biến mất, ai về đâu đâu mất cái gì, nó được tiếp nối thành mây ghê gớm thiệt ha. Xong rồi mây cái mình dòm, ủa mới dòm không thấy đâu mây đâu hết trơn, mây đâu biến mất đâu, nó được tiếp nối thành mưa, mưa cái rơi xuống đất chứ mình không thấy nữa, nó được tiếp nối vào cây cỏ, các đa động vật thực vật các thứ đúng không ạ? Nó đâu có mất, trong vũ trụ này không có gì mất hết đó chị, mà là tiếp nối. Vậy thì những cái suy nghĩ của mình nó cũng giống như là các anh chị quan sát những cái hơi nước á, hơi nước bốc lên cao á, nấu nấu ăn luôn ạ, có những cái làn khói bốc lên cao cái nó tiếp nối thành mây. Và những suy nghĩ của các anh chị cũng y chang như vậy thôi. Theo các anh chị nó tiếp nối thành cái gì? Suy nghĩ của mình cho đi nè, cái cảm xúc của mình cho đi nè, cái lời nói của mình cho đi nè, cái hành động của mình làm mình cho ra ra ngoài nè, thì theo các anh chị nó có mất không? Sao mà mất được? Không có gì mất hết á các anh chị, mà là tiếp nối. Mình nó tiếp nối thành cái gì? Nó tiếp nối thành những cái sự kiện, nó tiếp nối thành những con người mà các anh chị gặp, đúng không ạ? Trong cuộc sống của mình, những cái gì mà các anh chị gặp trong cuộc sống, bất kỳ những cái điều gì nó đều là do được tiếp nối từ cái suy nghĩ, cái lời nói, cái cảm xúc, cái hành động của các anh chị hết á. Ghê gớm chưa? Thiệt, các anh chị không tin, các anh chị thử nhìn lại cuộc sống của mình đi, kiểm tra lại xem cái ngôi nhà các anh chị đang ngồi nè, có phải hồi xưa nó từng nằm ở trong tâm trí không? Chiếc xe mà các anh chị đang chạy nè, có phải hồi xưa nó từng nằm bên trong tâm trí các anh chị không? Những cái đứa con của mình, có phải hồi xưa nó cũng từng nằm ở trong tâm trí không các anh chị? Không có gì mất hết trơn. Vậy thì cái cuộc chơi ở đây, cái cuộc chơi trong cái vụ trong trong cái cuộc đời này, cuộc chơi trong cuộc đời này các anh chị nha, các anh chị phải đặt câu hỏi là vì sao có nhiều người họ được tiếp nối cuộc sống của họ là một chuỗi dài của sự may mắn, họ được tiếp nối là một cái chuỗi dài của tiền về mỗi ngày như hơi thở, được không ạ? Tự do về thời gian, tự do về không gian, tự do tài chính, họ rất có rất nhiều tài sản, họ khỏe mạnh, họ hạnh phúc. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sao khi bởi vì sao mà phía bên ngoài của họ được tiếp nối thành những cái điều đó các anh chị? Bởi vì bên trong của họ mỗi ngày họ cho đi cái điều đó ra ngoài vũ trụ và nó được tiếp nối đến cuộc sống của họ. Mọi thứ không phải là ngẫu nhiên mà nó chính xác là những cái gì mà do các anh chị gieo thông qua suy nghĩ, lời nói, cảm nhận của mình hết. Từ khi mà Diễm tham gia vào môi trường câu lạc bộ, Diễm biết cái điều này các anh chị nha. À, thì Diễm đã bắt đầu làm chủ lại cái tâm trí của mình hoàn toàn luôn. Bất kỳ những cái suy nghĩ nào hay cảm nhận nào, cảm xúc nào không tích cực các thứ đúng không ạ? Thì ngay lập tức là Diễm đều chuyển hóa nó hết. Như là cái tác giả chia sẻ đúng không ạ? Đừng bao giờ kết thúc bằng một cái câu nói không tích cực. Bởi vì khi mà các anh chị kết thúc bằng một câu nói không tích cực và các anh chị lựa chọn câu nói đó, thì nó sẽ
được tiếp nối thành những cái sự kiện đối với cuộc đời của mình, nên là thành ra là mình phải chuyển hóa nó, đúng không ạ, thành những cái niềm tin tích cực, thành những cái điều tốt đẹp. Lỡ nói ra những điều không tốt đẹp thì rồi thì sao, thì chuyển hóa nó lại, bởi vì sao ạ, nó sẽ được tiếp nối với cuộc sống của mình đấy. Và từ ngày mà Diễm làm chủ được cái điều này, Diễm làm chủ được bên trong của mình, luôn hướng vào những điều tốt đẹp tích cực, thì Diễm nói với các anh chị cuộc đời bắt đầu thay đổi. Nên anh chị kiểm tra lại xem mỗi ngày từ sáng đến tối anh chị đang có những suy nghĩ gì. Bài tập của các anh chị trong ngày hôm nay, đó là ngày hôm nay các anh chị có thể mang theo cuốn sổ, hoặc là các anh chị mở phần note trong điện thoại ra, quan sát cái suy nghĩ và cái cảm xúc của các anh chị từ sáng đến tối. Các anh chị nghĩ cái gì các anh chị ghi vô cái đó, kiểm tra xem mỗi ngày mình đang nghĩ gì, thì các anh chị sẽ biết trước được tương lai của mình đó. Không cần phải đi coi bói nha các anh chị nha, không cần phải coi bói chi hết trơn, chọn các anh chị có thể biết trước được tương lai của mình thông qua những cái suy nghĩ của mình mỗi ngày. Bây giờ các anh chị rõ điều này comment tôi ạ. Ok, và trong buổi sáng ngày hôm nay thì Diệu cũng có mời một doanh nhân ha, rất là tuyệt vời các anh chị, là doanh nhân trẻ ha, và rất là tài giỏi, rất là thành công. Trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ mời lên đây để chia sẻ những cái gọi là hành trình thành công, cũng như ghi nhận thành công, truyền cảm hứng và niềm tin thêm cho các anh chị, để giúp cho các anh chị chúng ta ứng dụng ha, cũng có được cuộc sống thành công và có thêm hạnh phúc ha. Rồi bây giờ dùng thấy tay trái của anh chị được không ạ? Rồi tay phải các anh chị đâu ạ? Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt ha, để chào đón doanh nhân Văn Hoàng. Rồi, vô cùng là tuyệt vời anh ơi, em gửi lời chào đến nhân nhân chị Nguyễn Diễm, gửi lời chào đến tất cả các chị có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay chị nhé. Và đầu tiên thì cũng xin biết ơn đến với chủ tịch anh Trịnh Huy, nhân nhân chị Nguyễn Diễm, đã là hai người thị trưởng sáng lập được câu lạc bộ, cũng như là biết ơn tất cả các anh chị doanh nhân trong câu lạc bộ chúng ta Hoa Vàng đã ngày đêm chia sẻ những kiến thức hay để có thể là chia sẻ cho em học tập và tất cả anh chị. Đó tuyệt vời luôn chị ha. Và tiếp theo thì em cũng xin gửi lời biết ơn đến với doanh nhân anh Trần Nhân, đã là cái người mà đã hỗ trợ dìu dắt em trong những ngày đầu tiên mới vào câu lạc bộ anh chị nhé. Và em cũng gửi lời biết ơn sâu sắc đến với người mà đã gieo duyên cho em biết đến môi trường câu lạc bộ, đó là doanh nhân Kim Anh. Đã nhờ có doanh nhân Kim Anh mà cuộc sống của em hàng ngày hôm nay mới thay đổi cuộc sống lên một cái tầm cao mới chị nha. Đó là tuyệt vời luôn anh chị. Thì em cũng xin giới thiệu bản thân của mình một chút. Em tên đầy đủ là Nguyễn Văn Hoàng, năm nay thì em 24 tuổi anh chị. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đó, và quê của em thì ở Đồng Tháp anh chị nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Và cách đây khoảng 3 năm về trước anh chị nha, thì em là một người sinh viên. Ở một người sinh viên với một cái khao khát là mình muốn thay đổi cuộc sống và nó muốn thành công, và lúc đó thì mình không biết con đường nào chị ha, mình chỉ biết rằng là mình chỉ dùng cái công sức của mình có tuổi trẻ mà anh chị, mình dùng công sức để mình đi lao động để mình kiếm tiền thôi. Thì thời điểm đó thì mình cũng đánh đổi rằng là một tháng mình làm việc thì mình cũng chỉ cho ra là mức lương của mình chỉ có 2 đến 3 triệu một tháng thôi anh chị, nó rất là ít luôn. Và thời điểm đó thì mình vừa làm mình vừa học anh chị nhé, vừa làm vừa trang trải cho việc học, rồi mình đóng tiền trọ, mình ăn uống thì kia cũng gọi là sinh hoạt đủ. Và mình cũng rất là tự hào rằng là thời điểm đó chị ha, mình cũng giúp ích được một phần nào đó cho bố mẹ của mình. Kiểu như là em vừa học, tại vì cái trường của em Hoàng học á, thì nó có một cái chính sách là mình có thể là trả góp cho từng tháng đó, nên là mỗi tháng mình làm ra nhiêu thì mình cứ trích cho một phần, mình cứ trả góp như vậy, cho nên lần ba mẹ của mình cũng đỡ một phần nào đó. Và mình cũng rất là khao khát thay đổi cuộc sống mà mình không biết con đường nào chị ha. Và một ngày đẹp trời và mình được doanh nhân Kim Anh đã gieo duyên cho Hoàng biết đến môi trường câu lạc bộ đó, và mình được học cái buổi Zoom đầu tiên là của chủ tịch anh Trịnh Huy anh chị nha. Và khi mình học anh chị nha, thì thật sự luôn anh chị ha, những kiến thức này nó quá hay, nó quá giá trị mà trước giờ mình không biết, mình kiểu như mình không được dạy đâu cả, thậm chí là trong trường học của mình đó. Và mình bắt đầu mình thấy rằng là môi trường câu lạc bộ ở đây sao mà mọi người, nhiều người thành công quá, và tại sao mọi người ai cũng có thể là có được cái sự thành công, không quan trọng là sức phát điểm của mọi người ở đâu. Và mình bắt đầu mình học tập nghiêm túc, mình bắt đầu mình nghe theo sự hướng dẫn của những người mà hỗ trợ mình, doanh nhân chị Nguyễn Diễm, doanh nhân Trần Nhân, doanh nhân Kim Anh, rồi bắt mình ở ghi chép live stream nè anh chị đó, rồi mình live stream lại nè đó, thì mình cũng làm theo đó. Anh chị nào ở đây mình chưa ghi chép live stream mà mình chưa live stream lại thì mình bắt đầu mình ghi chép lên chị nhé, đó là cái công thức chuẩn, đó là cái tư duy gốc rễ của mình đó. Thì em hãy bắt đầu ghi chép live stream và live stream lại, và mình cũng học một thời gian anh chị nhé. Và lúc đó thì câu lạc bộ mới có một cái chương trình, đó là cái trình offline anh chị. Và tại cái sự kiện chương trình offline đó, nó đã thay đổi cuộc đời của em Hoàng luôn chị nha. Và khi em Hoàng học 3 ngày offline tại Sài Gòn thôi, đó là em được làm cái quy trình như lúc nãy doanh nhân chị Nguyễn Diễm có nói đó anh chị, đó là quy trình khai phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong của mình. Và thời điểm đó em Hoàng được làm quy trình khai phá ra, mình mới biết được rằng là bên trong mình nó có tiềm thức anh chị, trước giờ mình không có biết, mặc dù là mình cũng gọi là học cao đó nha, nhưng mình không có biết những kiến thức này.
đó, được làm quy trình khai phá ra, và lúc đó là em hoàn tin tưởng 100% vào chính con người bên trong mình luôn, và em mới ra một quyết định rằng là lúc đó thì em chỉ còn khoảng là 1 tháng nữa thôi là em tốt nghiệp anh chị, và về nhà nha, đây là câu chuyện của riêng em thôi, về nhà em nói với ba rằng ba ơi con nghỉ học nha, con đã tìm được cái con đường con đi rồi. Lúc đó kiểu như gia đình mình cũng hoang mang anh chị, ô tự nhiên gần học xong rồi tự nhiên cái gì nghỉ học đó, tại vì mình biết rằng là môi trường câu lạc bộ sẽ là cái nơi giúp mình thay đổi cuộc sống của mình, và không những mình được làm quy trình khai phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong, mà ở chương trình apply đó em hoàn toàn được làm quy trình cá chép hóa rồng đó chị. Đó, mình được chủ tịch anh Trịnh Huy thiết kế cho mình một cái tạp bản tầm nhìn, một cái bánh xe cuộc đời. Trước giờ cái em Hoàng anh chị, mình không có mục tiêu cuộc đời của mình luôn, mình cứ nghĩ rằng ừ làm thì ngày nào hay ngày đó thôi, chứ mình không biết ở mục tiêu của mình 1 năm nữa, 2 năm nữa, 3 năm nữa, 5 năm nữa mình sẽ trở thành ai, mình sẽ có những tài sản gì, mình không có biết anh chị. Và tại sự kiện apply đó em Hoàng được chủ tịch Trịnh Huy thiết kế mình một bánh xe cuộc đời, và thông qua quy trình apply đó mình có được một cái lộ trình, một cái tấm bản đồ thành công cho riêng mình. Và sau khi mình về nhà mình bắt đầu mình học tập nghiêm túc, tại vì ở sự kiện apply chị nha, thì ông Hoàng thì học được học tư duy của người thành công, được học công cụ của người thành công, mình biết được người thành công họ làm gì họ thành công, và mình nắm được cái tư duy gốc rễ của họ. Và khi mình có được tư duy, có được công cụ rồi thì mình vẫn chưa thể nào mà tạo ra kết quả lớn được chị, và mình còn thiếu một cái yếu tố quan trọng của người thành công, đó là cái kỹ năng. Thì em Hoàng mới cho phép mình tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân chặng tay vàng, thì ở đây mình được học tập, được hướng dẫn những kỹ năng của người thành công, nào là kỹ năng bán hàng nè, kỹ năng marketing nè, kỹ năng chăm sóc khách hàng nè, kỹ năng đàm phán nè, và mình Hoàng ứng dụng vào trong cái cuộc sống của mình đó. Và thời điểm đó chị ha, cái cuộc sống của em Hoàng gọi là nó thay đổi sang một cái chiều hướng rất là tích cực luôn anh chị. Anh chị biết là thu nhập của em á, là trước khi vào câu lạc bộ đúng không, nó chỉ có 2-3 triệu thôi, thậm chí tháng nào cao nhất là 4 triệu anh chị, nhưng mà khi mà em vào câu lạc bộ thì có những tháng anh chị nha, cái thu nhập của em á nó cũng đã chạm đến mức thu nhập là 9 con số anh chị đó. Em cảm thấy là kết quả này nó rất là tuyệt vời luôn, so với những người bạn cùng trang lứa với em thời điểm hiện tại nha, thì có thể là để mà đạt được cái thu nhập đó thì đó là một cái điều gì đó thật sự là không tưởng anh chị, nhưng mình đã làm được đó, mình rất là biết ơn môi trường câu lạc bộ vô cùng luôn. Và khi mà em học tập mình thấy rằng những anh chị thành công họ đi du lịch vòng quanh thế giới này anh chị, thì mình cũng đặt mục tiêu, trời ơi ước gì mình một lần mà được bước ra thế giới nha. Mình thấy tại hồi nhỏ anh chị mình cũng nhìn lên bầu trời gì đó, lâu ở mình ở quê mà lâu lâu mình nhìn lên bầu trời mình cũng thấy những cái chiếc máy bay bay, mình không biết là trên đó có cái gì, mình cũng ước một lần mình được ngồi lên đó mình trải nghiệm như thế nào, thì một điều tuyệt vời anh chị. Thì thời điểm mà em vào câu lạc bộ đến bây giờ thì em cũng đã 4 lần bước ra thế giới rồi anh chị đó, em được đi 2 lần qua Singapore nè, 1 lần đi Hàn Quốc và 1 lần đi Thái Lan anh chị, và sắp tới thì có những chuyến du lịch cùng câu lạc bộ thì em Hoàng cũng sẽ đồng hành với câu lạc bộ luôn, rất là tuyệt vời luôn anh chị đó. Thì bây giờ có phải là nhờ bạn tổ chức chia sẻ màn hình lên được không ạ? Đó thì đây là thời điểm mà trước khi vào câu lạc bộ anh chị đó, mình đi làm thuê ở một quán ăn thôi đó, lúc đó thì em Hoàng rất là gầy luôn anh chị nhé, mình chỉ vỏn vẹn là 50 kg thôi chị, mà mình cao 1m7, thì anh chị thử tưởng tượng nó rất là ốm luôn đó. Và sau khi vào câu lạc bộ em được hướng dẫn, được chia sẻ cách ăn đúng, uống đủ, vận động hợp lý, thì bây giờ mình cái sức khỏe của mình nó cũng đã cải thiện một cách được tốt hơn, mình cũng đã tăng lên được 10 kg rồi anh chị, và body của mình nó cũng gọi là nó tuyệt vời hơn, và mình cũng cảm thấy là rất là hài lòng về cái sức khỏe hiện tại của mình đó, rất là tuyệt vời luôn chị ha. Và mình cũng đã có được những cái chế độ luyện tập rất là tuyệt vời, anh chị mình có thể là xem video một xíu nha. Những cơn đau mà các bạn phải chịu đựng trong phòng tập ngày hôm nay sẽ biến thành sức mạnh mà các bạn có thể rất cần vào một ngày nào đó trong tương lai. Cho nên đừng bao giờ đầu hàng những cơn đau, bởi vì đó chính là dấu hiệu của sự phát triển, và đó cũng chính là thứ các bạn cần có để có được cơ thể mình mới. Quá tuyệt vời luôn chị ha, anh chị có thấy rằng mình được truyền cảm hứng không anh chị ơi? Rất là tuyệt vời luôn chị ha. Thì bây giờ em Hoàng cũng chia sẻ với anh chị là những cái hình ảnh của những cái chuyến du lịch vừa qua mình được đồng hành cùng câu lạc bộ anh chị nha, rất tuyệt vời luôn. Thì chuyến du lịch đầu tiên của em Hoàng là vào năm 2021, mình được đặt chân đến đất nước vô cùng là xinh đẹp và giàu có, đó là Singapore anh chị nha. Mình đi du lịch này là mình trải nghiệm dịch vụ 5 sao, em Hoàng cũng ở trong khách sạn Marina Bay Sands, khách sạn mà gọi là 5 sao nổi tiếng nhất Singapore anh chị ha. Mình cũng đi ăn tối cùng với câu lạc bộ, và mình cũng có được những cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời khi mình đồng hành với câu lạc bộ anh chị. Đó là lần đầu tiên mình được đặt chân lên một chiếc du thuyền gọi là xịn sò và đắt nhất Việt Nam anh chị. Mình được vinh dự tham dự một cái buổi tiệc sinh nhật của người thầy của mình, đó là chủ tịch anh Trịnh Huy. Cho nên là rất là tuyệt vời luôn anh chị nhé.
Và tiếp theo thì ông Hoàng cũng đặt chân đến Hàn Quốc anh chị nha. Đó, vào năm 2023, vào tháng 4 năm 2023 mình cũng đi đến Hàn Quốc. Đó, chị thấy tuyệt vời không anh chị? Anh chị hãy ra quyết định anh chị nha. À, câu lạc bộ đi đâu thì mình đi đó. Tại thời điểm em Hoàng vào câu lạc bộ, em Hoàng cũng thấy mọi người là ra quyết định đi, câu lạc bộ đi đâu đi đó thì mình cũng ra quyết định thôi. Chứ mình cũng không biết là làm sao, làm cách nào để mình đạt được. Nhưng mà đến bây giờ mình đã làm được rồi anh chị. Khá là tuyệt vời luôn chị ha. Và đây là hình ảnh mà em Hoàng quay lại Singapore vào năm 2023, vào tháng 5 anh chị nhé. Và mới nhất đây thì em Hoàng mới có một cái chuyến du lịch ở Thái Lan, đi du học cùng với câu lạc bộ anh chị nhé. Mình cũng được trải nghiệm mặc cái gọi là cái quốc phục với Thái Lan, cũng rất là tuyệt vời luôn anh chị. Đó. Mình cũng có một cái buổi sự tham dự cái buổi tiệc sinh nhật của doanh nhân Kiều Nguyễn Diễm, người thầy của mình, trong một cái gọi là một cái nhà hàng sang trọng anh chị ha. Mình ở một cái tầng cao nhất để mình dự buổi tiệc sinh nhật đó. Nói chung là nó những trải nghiệm rất rất là tuyệt vời luôn anh chị nha. Anh chị phải cho phép mình được trải nghiệm một lần thì anh chị mới thấy được rằng nó tuyệt vời. Còn cái gì Hoàng chia sẻ thì nó chỉ là cái lời nói như là cái hình ảnh nó chỉ nhìn thôi. Khi mình trải nghiệm thì mình mới thấy được rằng là nó tuyệt vời và nó vi diệu anh chị. Thì đó là những kết quả, những thành công của em Hoàng. Thì thành công của em Hoàng chị ha, thì nó không phải là điển hình. Mỗi cá nhân khác nhau sẽ có kết quả khác nhau tùy vào cái sự hành động và cái sự khao khát của anh chị mình. Cho nên rằng là anh chị đã biết đến môi trường câu lạc bộ rồi thì hãy cho phép mình học tập nghiêm túc, ứng dụng nghiêm túc cùng với sự hướng dẫn của những chị doanh nhân đi trước, thì chắc chắn các anh chị sẽ có được kết quả thành công và thậm chí còn thành công hơn các em nữa anh chị nhá. Rồi, rất là tuyệt vời, cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe rất là nhiều, cũng như là cảm ơn doanh nhân chịu nhiệm đã cho em ở đây để ăn bữa thành công ạ. Và cảm ơn các anh chị. À, tuyệt vời quá ha. Chúng ta có thể gửi được nhiều lời chúc mừng không ạ? Thật là nhiều bông hoa, thật là nhiều trái tim nghe, nhiều cái hành trình thành công quá là truyền cảm hứng đi các chị ha. Và để có thành công ngày hôm nay thì được có cái là doanh nhân Văn Hoàng có được cái sự rất là nhất quán nghe anh chị, đi trên một con đường và kiên trì kiên nhẫn cũng khá là kỷ luật các chị ha, mới có được cái kết quả này chứ không phải là đơn giản đâu ạ. Kết quả thay đổi rất là rõ rệt về cái sức khỏe. Có bao nhiêu trong số các anh chị em mình cũng mong muốn đúng không ạ? Văn Hoàng cũng mới khoảng 24 tuổi ha. 24 tuổi thôi các anh chị nha, mà tự ý thức được để xây dựng được cho mình một cái body mà cũng đẹp như vậy thì Diễm nói với các anh chị rằng là nếu mà các anh chị là cha mẹ đúng không ạ? Cha mẹ thì các anh chị có mong muốn con cái của mình nó cũng tự đúng không? Ý thức được cái việc là phải chăm sóc sức khỏe ngay khi còn rất là trẻ. Và cái điều tiếp theo đó là có thể là bây giờ đã tự do về tài chính rồi. Bằng tuổi Hoàng 24 tuổi thì Diễm thấy là có nhiều bạn bây giờ còn phải đang đi xin việc được mà, rồi thu nhập công việc chưa ổn định, rồi thu nhập 5 triệu 10 triệu các thứ, nhưng mà bây giờ thì Hoàng đã là một doanh nhân. Quan trọng là gọi là phát triển bản thân của mình lên để mà trở thành con người có rất nhiều giá trị. Thu nhập có những tháng đạt được 9 con số thu nhập mơ ước, và giúp đỡ cho rất là nhiều người thông qua cái hành trình. Thông qua cái hành trình phát triển của em ấy mà cũng giúp đỡ cho rất là nhiều anh chị cũng có được cái sự thành công. Các chị nhà quá sức là ngưỡng mộ và chúc mừng doanh nhân Văn Hoàng ha, và chị chúc Hoàng sắp tới sẽ đạt được thêm rất là nhiều những cái mục tiêu mà Hoàng đã đặt ra trong cuộc sống. Ok, rồi bây giờ thì có hai cái thói quen mà các anh chị cần phải rèn luyện, giúp Diễm tự rèn luyện nha, tự làm. Thứ nhất là rất bộ phép màu cho ngày mới. Thứ hai đó là ghi ít nhất là 10 điều mà các anh chị cảm thấy biết ơn trong cuộc sống chị nha. Cái ghi 10 điều biết ơn nó cũng khá là quan trọng, nó hãy biến nó trở thành lối sống của mình. Và Diễm hẹn gặp các anh chị trong cái chương trình sắp tới của câu lạc bộ, chương trình offline đi nha các anh chị. Anh chị nào mà chưa tham gia offline của câu lạc bộ bao giờ thì bắt buộc là các anh chị phải tham gia một lần đúng không ạ? Anh chị nào mà mình đã tham gia offline rồi thì các anh chị cũng nên đi để mình tiếp thêm lại cho mình cái nguồn năng lượng. Lâu quá rồi nhiều lúc không nhớ tiềm thức là cái gì luôn á, mà không nhớ được con người phi thường bên trong là cái gì luôn đó các anh chị ha. Thì chúng ta nên tham dự lại cái offline để mình có thể tiếp thêm một cái ngọn lửa đúng không? Để nhắc nhở các anh chị ha, chúng ta cần phải sử dụng cái sức mạnh tiềm thức đúng không? Để mình có thể đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Thì ngày 3, ngày 4 tháng 8 này là sẽ bắt đầu. Số lượng vé đợt này là có giới hạn nha. Thành ra anh chị nào muốn tham gia thì ngay lập tức chúng ta liên hệ trưởng nhóm của mình để các anh chị hỏi đúng không? Hỏi về cái điều kiện tham gia. Sắp tới là anh chị nào mà tham gia đi offline á, thì các anh chị cũng được tham gia vào cái chương trình rèn luyện do Diễm trực tiếp rèn luyện các anh chị, giúp cho các anh chị có thể xây dựng thêm một cái công việc kinh doanh ở trên internet để tạo ra những cái nguồn thu nhập thụ động. Nên thành ra là anh chị nào mà tham gia thì liên hệ trực nhóm của mình ngay, ok không ạ? Rồi cảm ơn các anh chị, hẹn gặp các anh chị trong những buổi Zoom tiếp theo của câu lạc bộ. Rồi, xin chào các nhà.